Sáng ngày 27 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã chủ trì hội nghị giao ban quý 1 năm 2023 để đánh giá tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn. Trong quý 1 năm 2023, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã chủ trì trên 20 cuộc họp, hội nghị chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tham gia đầy đủ đúng thành phần các cuộc họp hội nghị cấp tỉnh, dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và đón tiếp nhiều đoàn khách trung ương, cấp tỉnh, nước bạn Lào thăm và làm việc tại huyện. Thực hiện tốt công tác ban hành văn bản đảm bảo đúng thể thức và chất lượng. Trong quý 1 năm 2023, tính đến thời điểm ngày 15 tháng 3 năm 2023 đã ban hành 1.220 văn bản, trong đó nổi bật như quyết định số 146 QĐ-UBND ngày 17 tháng 1 năm 2023 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của tỉnh, huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, chỉ thị số 01 CT-UBND ngày 4 tháng 1 năm 2023 về việc tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023, vân vân. Hoạt động chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện luôn đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất với cấp trên và thống nhất từ cấp huyện đến cơ sở. Về lĩnh vực kinh tế, tổng diện tích lúa gieo cấy đạt 875,4 trên 850 ha, đạt 103% kế hoạch giao. Công tác thú y đã tiếp tục quan tâm, chú trọng nên không để dịch bệnh xảy ra. Tổng đàn gia súc gia cầm có 132.130 con. Công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được duy trì thường xuyên. Quý 1 năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023 ước đạt 2,41 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 2,22 tỷ đồng, bằng 33,1% dự toán tỉnh giao, 34,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước đạt 131,6 tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được duy trì, phát triển. Tình hình an ninh biên giới, an ninh nông thôn, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có xu hướng giảm. Về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới đã tập trung chỉ đạo và giao nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể cho từng xã nhằm thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2023. Phân công trách nhiệm cho các phòng, đơn vị liên quan phụ trách trực tiếp hướng dẫn, rà soát, đánh giá tiêu chí xã, bản, các hạng mục cần thiết để tập trung chỉ đạo, phấn đấu, hoàn thành tiêu chí xã, bản đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 theo kế hoạch. Trên cơ sở nội dung báo cáo, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, đồng thời dành nhiều thời gian tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 2 và những quý tiếp theo trong năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, trên cơ sở những kết quả đạt được trong quý 1, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung rà soát các nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện, tập trung đôn đốc chỉ đạo, thúc đẩy giải ngân vốn năm 2023 và các chương trình mục tiêu quốc gia, khắc phục ngay những tồn tại hạn chế chỉ ra trong quý 1, tăng cường phối hợp thực thi công vụ giữa các xã, thị trấn, giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức cho nhân dân, tập trung chăm sóc các loại cây trồng vụ xuân, khẩn trương rà soát thống kê gia súc gia cầm để chuẩn bị tiêm phòng vụ xuân hè năm 2023, tiếp tục rà soát đủ diện tích đảm bảo kế hoạch trồng rừng năm 2023, tập trung công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện kế hoạch quy hoạch sử dụng đất, chỉ đạo các trường học thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023, xây dựng triển khai các hoạt động văn hóa truyền thông năm 2023.